Chào các ông cháu nha, hôm nay chú lại review quán quần áo dậy đi ông cháu ơi, của nhà chú Hạ Đình Thanh Xuân nha ông cháu nhá. Đây bắt đầu vào nhá. Đây review bộ hay là review áo hoodie nhỉ? Đây review cho các ông cháu bộ này trước nhá. Bộ cả dây của nhà chú đây, đẹp không? Đấy đi em nhá, áo này hoodie này, mũ này. Cho các ông cháu xem cả mũ luôn này. Đấy. Cho các ông cháu xem nhé, quần này, áo này, bộ này rất là đẹp này. Bộ này như là review cho các ông cháu rồi nhỉ. Ok, thì bây giờ cho các ông cháu xem áo đi nhỉ. Cho các ông cháu xem áo này nhá, hay là áo hoodie nhá. Hoodie này. Đây. Hoodie luôn này. Đây nó là các ông cháu này. Đấy các ông cháu nào khoái thì cứ ra phố Hạ Đình Thanh Xuân nhà chú thôi. Đây nữa này. Còn mẫu đẹp luôn, hôm nay cho các ông cháu xem không. Cái mẫu này là lét lẹt lẹt luôn này. Đây nữa này. Đấy. Cho các ông cháu xem một đoạn luôn, các ông cháu khoái này. Ra nhanh không hết nha ông cháu nhá, rét chuẩn bị còn rét đậm rét hại luôn đấy. Rét chuẩn bị rét đậm rét hại luôn đấy các ông cháu ạ. Đấy. Ra đi bộ nhà chú đây còn quá đẹp luôn, toàn leo luôn ông cháu ạ. Không phải là có vỡ vẩn đâu. Đây nữa này. Đây. Đẹp chưa? Đây là công ty. Cho các ông cháu xem một loạt hoodie luôn. Đây hoodie nữa này. Toàn hoodie đẹp. Đây này. Đẹp chưa các ông cháu? Mai sẽ có các con khác cho các ông cháu này. Toàn mẫu đẹp luôn. Đây nữa này. Đây. Đấy. Thế thôi nhờ vậy nhờ. Cho các ông cháu xem thế thôi nhá. Ông cháu là mà khoái ra Hạ Đình này. Thanh Xuân nhà chú nhá. Còn nhiều lắm. Còn nhiều lắm. Rất là nhiều mẫu đẹp toàn là mới về luôn. Tham khảo thế thôi nhá. Thế thôi nhỉ. Cho các ông cháu xem thế thôi đây này. Lốt đầy lửa này. Đấy, thế thôi.